Ôi trời, mới qua chơi hả? Dạo này em ít qua đây rồi, em khó khăn sao quá. Vậy em khó khăn quá mà em muốn dám qua thăm chị em ngại á. Trời ơi thiệt luôn á, chị em mình chơi với nhau thân tình bao nhiêu năm rồi, em khó khăn gì em phải nói chị chứ. Thôi chị biết bao nhiêu thứ phải lo. Thôi không có sao đâu, làm phiền chị lắm. Không sao, thấy làm phiền chị quá. Trời ơi thôi thiếu nhiêu nè, đi chị chuyện luôn cho. Mấy triệu mấy triệu làm sao mà đủ xoay công việc. Đây chuyện luôn nè. Trời ơi chuyện em nhiều vậy, 50 triệu lận á. Xoay công việc mấy triệu làm sao mà lo cái gì đừng ngại gì hết á. Ở ngoài là chị lấy bạc 50 á, nhưng mà em chị lấy 30 hả? Ở ngoài là chị lấy bạc 50 á, nhưng mà em là chị lấy 30 thôi. Chị đi em chuyển qua liền của chị luôn nè chị ơi. Tốt gì lo chị em gì mà lấy bạc giấy em lấy 15 triệu một tháng tiền không trả. Thôi thôi em chuyển qua cho. Chị có khách rồi. Thôi để em. Thôi hạn ít nhất của chị là một tháng, em chuyển lại thì cũng nhiêu đó à. Hả? Ừ thôi đừng lo công việc đi em, chị có khách phải đi nha. Chị. Ừ. Chị. Hello. Hello.